Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Những vấn đề Việt Nam. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi được hân hạnh tiếp đón lại, được tiếp xúc lại với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Như quý vị cũng biết, từ nhiều năm nay, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân hoạt động cho nhân quyền, tự do dân chủ Việt Nam. Ông từng là chủ tịch tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản, đồng thời là người thành lập tổ chức và đài phát thanh tập hợp vì nền dân chủ hoạt động đã từ 5 năm rưỡi nay. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào chị Thi Nga và xin kính chào quý khán giả của đài SPTN. Dạ thưa ông, trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Hà Nội vào ngày 10 tháng 7, thì chủ tịch cao trào nhân bản tại Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Đan Quế hôm 8 tháng 7 có gửi đến bà một bức thư. Thì để xin ông cho biết về nội dung bức thư đó ạ. Thưa chị, thì nhân cái chuyến đi của bà Clinton sang một số các nước Á Châu, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì bác sĩ Quế có nhân dịp này có gửi một bức thư cho bà Ngoại trưởng Clinton và cũng đồng kính gửi cho Tổng thống Obama và một số các cái viên chức quan trọng của chính quyền Mỹ. Thì bác trong cái bức thư đó, thưa bác sĩ Quế nói rằng là dân chúng Việt Nam rất là vui mừng khi mà nghe tin là bà sửa soạn đi một số các nước Á Châu, trong đó có thủ đô Hà Nội, để mà trình bày về cái chính sách của Hoa Kỳ trong cái thế chiến lược toàn cầu mà cái vùng Đông Nam Á Châu và Thái Bình Dương là cái vùng trọng yếu. Thì tiếp theo đó thì bác sĩ Quế cũng nói là trước khi bà đến đây thì nhà cầm quyền Cộng sản đã gia tăng bắt bớ, đã gia tăng đàn áp nhân quyền, điển hình là các vụ mà làm khó dễ cũng như là bắt bớ các bloggers hay là giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa. Thì tất cả những cái điều đó, những cái nhân quyền đó là theo bác sĩ Quế thì nó đã được Liên Hợp Quốc cũng như là Hoa Kỳ theo đuổi và cổ suý rất nhiều năm. Và bác sĩ Quế cũng tiếp theo nói rằng là để mà đóng góp bằng phần nào vào cái sự mà thiện chí của bà đến thăm viếng Việt Nam thì chúng tôi xin đưa ra một số nhận định và đề nghị như sau. Thì thứ nhất là bác sĩ Quế nhận định cái điều đầu tiên, bác sĩ Quế nhận định rằng là dân chúng Việt Nam rất mong muốn Việt Nam trở thành một cái đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Nhưng mà để có một cái đối tác lâu dài và ổn định, để mang lại ổn định và thịnh vượng của vùng Đông Nam Á cũng như đóng góp vào cái vấn đề mà cái thế chiến lược toàn cầu của Mỹ đó, thì nước Mỹ chỉ có thể tìm thấy được một đồng minh như thế ở một cái nước Việt Nam tự do và dân chủ. Ý bác sĩ Quế nói rằng là không thể tìm thấy một cái chế độ cộng sản như hiện nay. Cái nhận định thứ hai đấy, bác sĩ Quế nói là tự do dân chủ không những là một cái nhu cầu cần thiết của cái thế chiến lược toàn cầu của Mỹ mà còn là một cái nguyện vọng lâu đời của dân chúng Việt Nam. Và bác sĩ Quế trình bày rằng là hiện nay đó, hiện nay Việt Nam vẫn là một cái nước độc tài, không có sự phân quyền giữa các hành pháp, lập pháp và tư pháp. Nhà cầm quyền vẫn nắm giữ tất cả cái kiểm soát quốc hội và kiểm soát tất cả các cái tầng lớp của chính quyền, và đặc biệt là nắm giữ tất cả các cái phương tiện truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng, và đặc biệt là tước bỏ tất cả các nhân quyền căn bản người dân Việt Nam, và không có những cuộc bầu cử tự do cũng như là không có nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ cho người công dân Việt Nam. Thêm vào đó thì cái nền kinh tế Việt Nam trở thành tồi tệ, trở vì rằng là cái chính sách quản trị cũng như là điều khiển không có khả năng, cũng như là tham nhũng, rồi cái khố xa cách giàu nghèo nó rất là càng ngày càng gia tăng, vì cái số tiền giàu có là những người giàu thì rất giàu là do đảng họ tham nhũng, họ có tiền, còn dân chúng Việt Nam đại đa số là rất nghèo, làm việc cả ngày lẫn đêm mà không có đủ, có một đời sống tương đối là đầy đủ. Thì bác sĩ Quế nói rằng là vì cái nhận biết được cái nhu cầu cần thiết của dân chủ trong cái thế chiến lược toàn cầu, thành ra bác sĩ ghi nhận rằng là bà Ngoại trưởng cũng đã tuyên bố trong một cái bài diễn văn ở trung tâm Đông Tây ở Hawaii rằng là chúng tôi đã nói thẳng với nhà cầm quyền Việt Nam rằng là Việt Nam muốn trở thành một đối tác chiến lược của Mỹ thì họ phải săn sóc, họ phải chú ý và họ phải lo lắng nhiều hơn cho vấn đề nhân quyền Việt Nam, phải lo lắng cho cái nhân phẩm người dân Việt Nam. Cái thứ hai đó, các cái ông như là ông Kirk Campbell, phụ tá tổng trưởng, và ông phó phụ tá tổng trưởng Andrew Shapiro, và đặc biệt là Tổng thống Obama cũng đã nhấn mạnh cái điều đó. Ông Tổng thống Obama, ông nói gì? Ông nói rằng là theo kinh nghiệm, theo lịch sử đã chứng minh rằng là qua cái tiến trình lâu dài thì phát triển kinh tế và dân chủ đi đôi với nhau, và
nếu mà một nước chỉ có phát triển về kinh tế không thôi mà không có tự do và dân chủ thì đó cũng chỉ là một hình thức khác của sự nghèo nàn. Và bác sĩ Quế nói rằng là chúng tôi rất là mong muốn là Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi cái đường nhấn mạnh và để cho dân cho Việt Nam phải có sự thay đổi trước khi mà trở thành một đối lập. Dạ vâng. Thế cái mục đích của cái chuyến mình có thể nói là ghé lại Việt Nam bởi vì rất là ngắn, chỉ trong một ngày thôi. Vâng. Thì cái trọng tâm của những cuộc gặp gỡ của Ngoại trưởng Hillary Clinton là về những cái vấn đề gì ạ? Vâng, thì cái chuyến đi của bà ấy là bà đã ghé rất nhiều nước. Dạ. Vì là bà ghé Pháp, rồi ghé Afghanistan, Nhật Bản, dạ, cũng như là Mongol. Tất cả cái chuyến đi của bà ấy, và đặc biệt ở Hà Nội, thì là bà ấy cũng chỉ có gặp gỡ các viên chức của Việt Nam để mà nói về cái vấn đề nhấn mạnh là gì. Thứ nhất là nói về vấn đề đầu tư phát triển, dạ, và vấn đề nhân quyền. Dạ. Thì ở Việt Nam bà đã gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dạ, đã gặp ông Tổng trưởng Ngoại giao, vâng, Phạm Bình Minh, vâng, nhưng mà do sự yêu cầu bà còn gặp thêm chính của bà đó, bà đã gặp thêm ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng thư ký Đảng, thưa chị. Vâng. Đó là cái điều mà khiến người ta chú ý ghê lắm, là bởi vì bà ấy lại chủ động trong việc xin gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Thì bác sĩ nhận định thế nào về việc này? Vâng, thưa chị, đây là một cái điều rất là đặc biệt, là vì thường thường các cái viên chức của chính quyền họ chỉ gặp các cái cấp của chính quyền, dạ, mà họ không có thể gặp, thường thường họ không muốn gặp các cái chủ tịch đảng. Dạ. Thế nhưng mà riêng trong trường hợp này, theo tôi nghĩ đây là cái nhận xét riêng của tôi đó, dạ, sở dĩ bà xin gặp ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều lý do. Dạ. Thứ nhất là bà ấy cho rằng là tất cả các viên chức mà bà ấy gặp đều không là những người có thực quyền. Dạ. Như Nguyễn Tấn Dũng, ông Phạm Bình Minh cũng chỉ là để nghe, để mà trình bày lại với đảng. Dạ. Và ông chủ tịch là ông tổng thư ký đảng mới là người quyết định. Dạ. Thành ra bây giờ bà thấy là vấn đề nó cứ giằng co mãi, cứ trình bày mãi, dạ, rồi Việt Nam cứ lúc thì hứa cải thiện, lúc thì không. Dạ. Bà nghĩ đây là một cái cơ hội bà có thể gặp thẳng ông tổng thư ký của đảng, là cái người có quyền quyết định và, dạ, thuyết phục ông này. Cái điểm thứ hai đó, tôi nghĩ rằng là như chị đã biết là trong Việt Nam thì có hai phe, một cái phe thân Trung Cộng và một cái phe thân Mỹ, dạ, và đứng đầu cái phe thân Cộng thì là ông Nguyễn Phú Trọng, và đặc biệt là có thêm một cái phe những cái người trong quân đội và công an, dạ, ví dụ như là ông thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng hay là ông tổng trưởng công an, ông đệ nhất bí thư của Đảng Cộng sản, của đệ nhất của Ban Thường vụ Đảng Cộng sản là ông Lê Hồng Hà. Dạ. Đây tất cả đều là những cái người phe quân đội và công an, dạ, họ đi theo Nguyễn Phú Trọng và họ hết sức là cứng rắn. Thành ra cái sự gặp gỡ ông Nguyễn Phú Trọng là nhắm vào để làm giảm bớt cái sự chống đối của phe quân đội và phe công an để mà Việt Nam có thể xích gần Mỹ hơn. Dạ. Cái điểm mà thứ ba nữa là chúng tôi muốn nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đó, có một cái điểm mà chúng ta để ý là mặt mũi ông có vẻ hết sức là có vẻ là không được thoải mái cho lắm, vâng, mà khi mà gặp gỡ bà Clinton, vâng, mà tôi nghĩ đây là một cái điều ông rất sợ, là vì ông ấy thân Trung Cộng, dạ, và ông rất sợ là gặp bà Ngoại trưởng Mỹ có thể là Trung Cộng nghi là ông ấy đi ngả theo phía Mỹ, dạ, và ông có thể bị những cái biện pháp của Trung Cộng, thì ông ấy rất là không thoải mái. Thứ hai nữa là ông ấy nói rằng là ông ấy đã chán nghe các cái nhân vật mà ngoại quốc đến gặp ông ấy chỉ nói than phiền về vấn đề không có cải thiện nhân quyền, dạ, rồi vấn đề đòi thả người này thả người kia. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái đòn hết sức là cao của bà ngoại trưởng, dạ, là vì là bà có thể gây ra một cái sự chia rẽ giữa những cái phe thân Cộng. Dạ. Tại vì họ sẽ đặt cái vấn đề tại sao mà bà Ngoại trưởng lại đến gặp Nguyễn Phú Trọng. Dạ, vâng. Thì tôi nghĩ đây là một cái vấn đề, một là giải quyết đến tận gần tìm cái người mà có chủ quyền, có thẩm quyền để mà giải quyết vấn đề. Dạ. Cái thứ hai nữa là cũng nhắm mắt để chia rẽ cái, dạ, vâng, cái sự trong cái sự đoàn kết trong cái khối thân Trung Cộng. Dạ vâng, đó có lẽ là điều mà người ta chú ý nhất là qua các cái hình ảnh thấy ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ không có được thoải mái, có vẻ như là ông ấy nghĩa là miễn cưỡng khi mà, dạ, ông ấy phải chấp thuận cái lời yêu cầu của, dạ, bà Ngoại trưởng khi mà bà ấy muốn gặp ông. Dạ. Thì chị thấy đấy, thì chị thấy là khi mà bà Ngoại trưởng sang đó thì Trung Cộng đã đưa cho một vài những cái qua những cái đường dây bán chính thức cũng như là trên báo chí nói rằng là cảnh cáo Việt Nam là không nên xích gần lấy lại Hoa Kỳ. Thành, dạ, ra ông Nguyễn Phú Trọng rất sợ cái chuyện là ông ấy bị Trung Cộng nghi ngờ là ông ấy đã chuyển hướng.
Vâng. Thưa chị. Dạ vâng. Tờ Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc cũng có bài hàm ý cảnh cáo Việt Nam là không nên thân Mỹ. Đấy, nhân cái chuyến mà bà Hillary Clinton đến Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng để mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tiếp nối của cuộc phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân.